trước mặt quý vị và các bạn đó chính là chiếc Toyota Land Cruiser 2020 phiên bản mới xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và sử dụng động cơ là 4.6 V8 đây là phần phía đầu xe ở phần đầu xe này thì chúng ta có thể nổi bật ngay nhất đó chính là cụm camera 360 độ ở trên phiên bản mới cũng như là cụm đèn bi led này. Các bạn đang nhìn chi tiết đây là phần thân xe của chiếc Land 2020. Ở phần phía sau thì hai kính sau đã là kính màu rồi. Kính màu. Camera 360 độ được tích hợp ở trên cả hai trên gương cam sườn. Chi tiết. Chúng ta di chuyển sang phần phía đuôi xe động cơ V8 ở phía sau sẽ là phần uh, cốp điện chúng ta sẽ mở được cốp điện ở trên phiên bản phía trước thì chưa có đây là lăng cưu màu đen 2020 xe có giá bán từ 4 tỷ 030 triệu đồng chẵn chưa bao gồm các chương trình quà tặng khuyến mại hấp dẫn và xe giao ngay đến tay khách hàng chúng ta sẽ cùng đi vào trong phần nội thất ngay từ phía ngoài các bạn có thể thấy ngay đó chính là ba vị trí nhớ ghế Toàn bộ kính auto Ghế điện Có cả chỉnh tựa lưng Cùng với rất là nhiều các phím bấm cảnh báo Gọi là full phím luôn Trên lăng cưu 2020 Nghe gọi qua bờ bluetooth này Cũng như là chế độ vô lăng trợ lực điện Điều chỉnh bằng điện luôn đèn pha tự động, gạt mưa tự động, đây auto đây, chi tiết cả hai bên đều là auto, bên à, tích hợp luôn màn hình theo xe, điều hòa tự động, Đề nổ start top, phím hộp số rắc xe là sử dụng là hai cầu toàn thời gian, có cả gai cầu điện tử. Trên phiên bản này sẽ có thêm cửa sổ trời Nội thất cực kỳ là rộng rãi Đó, cốp điện đấy ạ Cốp điện đang chạy đấy ạ Và chúng tôi đang test thử phần cốp điện Đang thử Và phía sau thì Ở phần sau chúng ta cũng sẽ điều khiển được Cả điều hòa cũng như là Xấy ghế Ghế da Nội thất màu đen Cực kỳ là cao cấp tổng quan chi tiết về phần đuôi xe đây Đuôi xe của Lăng Cưu Động cơ V8 2020 Để sở hữu ngay Quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay hotline 0989 588 516 Để nhận được báo giá và chương trình quà tặng khuyến mại tốt nhất Văn hội xin trân trọng cảm ơn Quý vị và các bạn đã theo dõi clip của tôi Và sau đây đó chính là hình ảnh chi tiết của xe Từng cái góc cạnh mà Văn Hội đã chụp lại để anh chị có thể nhìn ngắm được Cực kỳ là chi tiết Đó Cốp hai phần đây là phần đầu xe đây Ảnh chi tiết của phần đầu xe của Văn Hội chụp thêm xuống phần gầm Rất là gầm cao, máy thoáng, rộng rãi Phần thân xe Cực kỳ là bề thế, nổi bật La răng đúc Rất là tuyệt vời luôn camera 360 độ mặt phía sau đây lốp sơ cua được đặt ở dưới gầm cực kỳ là nổi bật và hiện đại với giá chỉ từ 4 tỷ 030 triệu đồng chẵn xe trong tháng 11-12 này giao ngay đến tay khách hàng đủ màu cũng như là hỗ trợ trả góp 0% và thời gian lên đến 84 tháng hoặc hỗ trợ lên đến 85% giá trị xe cực kỳ là chi tiết đầu xe để cho anh chị cùng nhìn ngắm đuôi xe động cơ 4.6 V8 đèn full LED cốp điện cửa sổ trời tích hợp cả cánh lướt gió ở phía sau theo xe luôn nhìn trông xe rất là bề thế xe thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản cực kỳ là nổi bật camera 360 đây logo Toyota đèn bi led rất là nổi bật đẹp sang trọng cảnh báo va chạm trước đèn gầm đây là cụm la răng này sử dụng lốp đan lốp rất là êm ái và bám đường khoang phía sau chúng ta có thể gập lên cũng như là khay phía sau đây một lần nữa văn hội xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip của tôi goodbye